các bác. Chuyên chợ đầu năm mới Mậu Tuất các bạn. Tiết xuân, mưa, kèm theo không khí của những ngày đầu năm ấy, thì chỉ ít người đi chợ thôi. Đấy thì hôm nay quay ra quay lấy cái không khí mà cũng là cái khai xuân cho cái kênh của mình. Có lại vui vẻ. Chào bác, chào các bác những người quen trong năm cũ. Bây giờ ra để gặp lại nhau, xem Hà Nội năm mới sẽ như thế nào đó nhé. Rồi. Mưa nên là sẽ hết đi đâu các bạn. Xem bác này bác ấy có những cây gì đây. Sung. Sung. Hôm nay chắc chỉ đi quay. Hôm nay bật trông cháu từ nó ốm từ Tết trong viện nên là ra quay thì chắc không mua được cây gì. Tôi nạp đây. Bánh khúc sôi nạc đây. Bánh khúc sôi nạc đây. Bánh khúc sôi nạc đây. Chỗ này mang mấy cái này à? Chỗ to nhỉ? Rồi. Chuối này. Cái chuối với hai cái sung nó rất to nhỉ? Xem cái sung cho vệ này. Đầu năm cho tôi thì nên mua những cây lộc vừng là cái sung túc. Đấy, nó có ý nghĩa từ cái tên mà đi. Có cái ý nghĩa cho một năm mới các bạn. Với các bạn điều mày. Cũng như là những lời chúc nhau các bạn. Rồi sung túc, may mắn, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Hỏi giá nữa, vì hôm nay tôi không mua nữa. Phiên đầu xuân tôi hạn chế hỏi giá. Quay xem một chút phiên đầu xuân có những gì nữa. Đây là của ông Thịt. Xe của ông Thịt này. Phiên bán rong cũng không có. Phiên bán rong cũng không có có cửa hàng nữa gì ở đây cả. Đấy. Giá nó sẽ mềm hơn các bạn. Mưa rất là ướt các bạn. Có hai cái hộp sung rất to. Hai sung, hai dưới. Đây, hai sung. Cái này vệ rất to. Hai sung. Con này vẫn ra. Hai con dưới giống nhau. Đây, con là hả? Đây là khu vực khác luôn. Đây là vườn này. Mua cái lộc vườn này đang rất nhiều lộc thì còn những một năm thì rất là ổn. Mua để lấy lộc đúng không? Du. Du. Du này vắng lã, cá điệu đà. Để xem còn những cái dươm gì của chợ Tết quá nhé. Bán rồi hôm nào cô? À. Ra mở hàng rất sớm thôi. Tất nhiên người ta biết là sức mua nó hạn chế, nhưng mà người ta vẫn đi rồi. Nghiệp người ta mà đi ra giao lưu anh em bạn bè, gặp gỡ các anh em hội cây, nghiệp mà một năm như thế mà khởi đầu với đầy niềm vui. Vẫn còn bán chi mai này, chi mai hết hoa này. Cô mai đi anh. Mai này
hoa đợt 2 đang bật đấy. À đây à? Đó là lộc của ôi đây. Xem cái ổi. Ổi này ổi tàu ấy chứ, ổi tàu. Lúc vừa quay phía mình vẫn có quan tâm riêng dành cho ổ. Xem phía này xem nào. Đây này. Chết tiếp không? Bệ tạm, bệ tạm được, bệ tạm tạm. Có vẻ là ổn định trong chậu rồi, mới bật ra, bật bầu ra. Bên này cho cái chậu được nét thì mới ok được. Để sửa thì mất thời gian này. Cái này mà sửa thì mất thời gian rồi. Làm cây siêu. Cây siêu thì cây siêu này thì hơi, cây siêu này cảm giác hơi hơi trường. Đè nó cái con tử. Tí nó hỏi giá cho bao nhiêu. Mình cũng quan tâm, rất quan tâm ổi quá. Rất thích ổi. Cứ nhìn cái ổi là thích. Ở tàu, sim của tàu. Đây mua cho là khách. À đây bác nhé. Cái số của nhà ông Lập đấy nhé. Bác xem video thấy thì tôi không lưu. Thì cứ xem lại video ở lấy số luôn. Lộc Vừng. Mưa thì cả là nhà. Đâu ngồi trú mưa hết rồi. Muốn ra nói chuyện tí mà ngồi trú mưa hết rồi. Đấy. Đánh sạch cái thân nó đi, giật cái ngọn thấp xuống tí, rất nhiều đà, này nhiều đà, nhiều đà. Đá nhiều đà đấy. Giá mà mình không bận hôm nay trông cháu ở trong viện thì một ngày này. Chơi cái mặt bên này đó, chơi cái mặt bên này, giật cái ngọn này thấp xuống, làm cao không? Tay này sẽ lấy đua mạnh hơn tí, giật ra đây, nó đua ra phía này, quái phía này, ổn. Còn rất nhiều hoa hết các bạn. Bán hoa. À đây sang đây xem cái ổi đấy các bạn. Thấy một cái ổi to quá rồi. To. Cái ổi rất to này. À. Cái ổi này to ghê đấy nhỉ. Chú mua hay là bán đấy? Bán đấy. À thế à? Chẳng về à? Bao chẳng lên. Sung. Cái ổi đấy là ổi giống ổi gì đấy ạ? Bao tiền cây này chú? 2 triệu 2 thôi. 1,2 triệu à? Ừ. Đàng quá nhỉ. Ổi ta ổi chậu ổi cảnh mà. Vâng.
con này cũng có quả. Định về sao chú? Phía này mà nó có bệ tí đẹp quá nhỉ. Bệ này đẹp nhìn á. Phía này mà có tí nữa thì đổ nó ngủ cho khó. Thế là đẹp rồi. Cái ủi là bao tiền đấy hả chú? 1.2 triệu rồi. 1.2 triệu á. Cái này nhỏ hết hả? Cây này đang nhiều quả. Cây này bao tiền? Cây này 300. Cây này làm cây lão về làm cây lão. Lão đây, cái này cây lão đẹp à. Gốc to ghê. Quá nó bổ nào cho ăn được. Ổi hay ván ở Hưng Yên này. Dọc đường này. Đấy cái này hay này. Lăng lão. Bệ to quái. Này về làm lại cái này đẹp. Lão này. Đấy cái này là vừa tầm là nhà bình thường. Lão này. Tay xuân. Quả. Về ăn quả được rồi. Cái này về sửa dáng đi, bỏ cái tay giữa đi. Giá mà có cái này bán cứ thua nó chệt quá nên lại bỏ ra. Giá mà có cái bệ nó bệt tí nữa thì không bệt thì mình để cái trong lửng ra cho mày gạt ra đi. Tận Hưng Yên lên hả chú? À. Cây hình bé bé này. Tính ra ông nào chơi cái này hay này. Đang lão đó. Lão chưa được điều luyện lắm. Quả kiếp tinh phết này. Sung ổi. À, hôm nay đi Phong Viên đi đâu mà là chỗ lão chuộc ấy. Chợ Xuân, chợ Xuân. Dạ. Đi làm tí chợ Xuân. Xem không khí cây cối năm nay thế nào. Bởi đầu mùa xuân phải nói với cây cối. Chín rồi đấy. Có một số quả chín đang nhiều hoa. Lá to quá. Đây coi. Sung cũng nhiều quả đấy. Con này bỏ cái kia đi. Bởi vì bỏ cái tay giữa đi. Bỏ cái giữa đi. Thế này. Cho chạy đi, cho càng lão đi. Không. Cho nó siêu. Siêu. Bỏ cái giữa đi. Đánh kia chưa? Cái này cắt đi. Để nuôi một cái mầm khác. Cái đoạn đấy nó đờ quá. Cắt đi cho nó chạy đi. Vâng. Thì mình sẽ trồng nó siêu xuống. Làm biết như thế là làm lâu ăn. Vâng, tất nhiên. Đó. Quả chén ngay. Quả chín rồi. Nó bóng. Cậu biết về cây hết chứ nhỉ? À vâng. Tùy mỗi người phong cách. Có người về chơi luôn. Bán thôi à? Bán đâu? Chả về cho khách à? Đâu, chả sửa cái gì hết chứ. Rồi. Ok. Cảm ơn bác nhá.